Liên quan đến vụ chim đâm móp đầu máy bay Vietjet Air vào tối ngày hôm qua ngày 30 tháng 9, hiện máy bay gặp sự cố đang được sửa chữa tích cực. Trao đổi với báo chí, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết tốc độ tàu bay nhanh cộng với một số loài chim lớn nên vẫn dẫn tới những vết lõm lớn như vậy. Sự cố chim va vào máy bay Vietjet Air đã khiến đầu máy bay bị lõm sâu với đường kính lớn, rách vỏ và có nhiều vệt máu ở đầu tàu bay. Theo lịch, máy bay gặp sự cố này có lịch bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, song hãng buộc phải dùng một máy bay khác thay thế để sửa chữa. Đồng thời, sự cố làm ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay trong ngày hôm nay 1 tháng 10. Lý giải cho việc vì sao chim có thể gây ra vết lõm lớn như vậy, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết do máy bay di chuyển với tốc độ nhanh và có va chạm thì có thể xảy ra việc này. Trước đó vào lúc 19:20 tối ngày 30 tháng 9, máy bay A320 của Vietjet Air số hiệu VNA-650 từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội bị chim trời đâm vào gây móp phần đầu máy bay. Rất may máy bay gặp sự cố đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài an toàn để sửa chữa.